Greenback Tavern. Cái tổ nó là đấy đấy. Xong rồi là cũng mệt rồi. Nhưng nó bay vô đây cho con nó ăn. Còn con đực thì bay rau và rau ra đây. Đây là tổ phim bếp đó. Còn đây là con đực đang đứng ra ngoài này. Rồi ba đi rồi. Hơi xa cho nên không rồi sạc được. Là mà thêm mông rồi. Cái tổ đấy giờ chưa cũng đọc đừng đó bảo vệ à.